Xin chào các bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Chim Cảnh các bạn của em. Hôm nay lại dẫn các bác lên tít Hà Nam đây. Chỗ này là cái chỗ mà em vẫn hay câu đấy các bác, trên Hà Nam. Cái góc này là chỗ góc hay câu này các bác này. Góc bên kia kìa, đấy. Hôm nay đổi gió là cái góc bên này, bờ bên này câu. Vì cho nó đỡ ngược nắng các bác ạ, mặt trời nó đang ở cái hướng bên này. Đấy, thế nên là phải chuyển là không ngồi kia được, ngồi kia là sẽ đúng hướng mặt trời, nó rọi vào mắt. Nên phải không ngồi bên này các bác ạ. Chỗ này thì bờ bãi cũng tương đối là đẹp đây, có bờ để đánh ra ngoài. Nhưng mà chỗ này cỏ um tùm cũng hơi sợ là có rắn rết gì hay là con gì đấy thì cũng hơi sợ các bác nhé. Vì vừa ra đây có một cái xác con chuột to lắm các bác. Đây này. Xác con chuột nó rất là to. Các bác nhìn nhé. Đấy. Con chuột to như này mà bị ăn thịt thì cũng không biết nó là mèo khủng hay là rắn khủng nữa. Khá là ghê đấy. Này ra đây câu thì cũng có nhiều bác đã câu đây rồi, vỏ gói mồi có thể vứt đầy ra đây. Hôm nay là đây nhặt răng thì có thấy không các bác nhá, vì đây là điểm câu tự nhiên nên mình nghĩ là cá con nó sẽ rất là nhiều. Hôm nay đánh cái mồi nó thật là cứng rồi các bạn, cứng mà bác ngồi to vào để câu cá to. Mời các bác cùng em câu cá nhá. Trời hơi nắng các bạn nên là phải che cái mũ này vào để cho nó khỏi chói mắt. Mùa này ở miền Bắc thì câu gọi là mùa móm, câu rất là hay móm, cả dịch vụ lẫn tự nhiên. Câu cá nhỏ thì còn được chứ câu cá to là hơi khó quá. Cái giấc ăn của cá mùa này nó không ăn cái tầm trưa trưa này mấy, mình có lỗi thời gian trưa hay đi câu rồi. Bây giờ trưa này nước nó ấm lên đấy, con cá lại nổi lên nó sưởi chứ nó không đi ăn. Mắc ngồi to cứng quá nhá. Ở đây nhiều rô phi lắm, chưa bao giờ đụng hàng ở đây đâu các bạn. Hôm nọ câu được con rô phi tầm 6-7 lạng thôi, cũng chưa gọi là hàng. Hôm nay đánh cây cần 5m7. Nước nồng lắm, không ăn thua. Trải nghiệm thử cái bờ bên này, cái bờ bên này nước mà nó nông cá hôm nay câu không được thì lần sau sẽ thử vào cái nhà bên kia. Các bác nhìn cái nhà bên kia, cái nhà bên kia nhà trồng vịt ngày xưa của người ta, ở đây câu thử góc đấy có khi nó lại sâu. Cắn à, có rô phi sao các bạn, đang chỉnh vào cái phao thì thấy nó chìm xuống. Cá nó không ăn mạnh các bạn, không thấy cá luôn, chưa thấy con nào ăn. Chờ phát đóng xuống thần thánh, mút mút phao luôn. Đấy, có ăn đấy. Cá con à, mất hình giật không thấy nhỉ. Nhưng mà cá to này nó còn có tăm cơ, cá này không có tăm hơi. Sợ không có tương lai gì mấy. Ném phát cũng gần chuẩn ổ luôn các bác. Gió giết nó cũng khá là mênh mông. Ném phát hên trúng luôn, trúng cái ổ luôn. Phát xuống. Lại là đàn rô phi rồi, nó mới ăn như vậy. Cái chỗ địa hình như này mà đánh lăng xê thì có khi là hợp lý hơn các bác. Nhưng mà mình chưa yêu thích cái bộ môn lăng xê lắm, mình chưa muốn ra đây đánh lăng xê. Có thể mượn vài cái cần của mấy lăng xê thục ra đây cắm thì cũng hay.
không biết còn mồi hay mất đây. Mồi khá là cứng nên mình cũng chưa nghĩ là nó mất. Cáo nên có đưa lên đưa xuống mấy lần. Cái này là gió thổi vào cái đầu cần không à. Cái phao của mình nó mới giật lên giật xuống đấy bạn ạ. Chắc cái phát của nãy mất hình phao cũng không phải cá ăn đâu. Em để ý rồi, gió nó thổi vào đầu cần là nó đè phao đi thôi. Là mình mừng hụt từ nãy giờ tưởng có cá. Thực ra là vẫn chưa có con cá nào vào đây cả. Em sẽ phải trộn một ít mồi mềm hơn, nó có một góc câu thử xem. Sợ là mồi cứng quá cá nó không ăn được đấy. Tiến hành luôn rồi đó. Trộn thêm một góc nhỏ nhỏ, một ít mồi mềm. Đấy, cá mương nổi đầy mặt bên kia. Nguyên hai hàm mồi luôn. Kinh thật, cá không thèm động luôn. Ui giời. Anh em thấy cá mương nó nhảy cả lên cạnh phao. Đấy, tha mồi đấy. Nay mà bành như thế này mà mất hình phao đóng con chép mấy cân. Phê quá. Phê quá phê. Nhưng mà đây là cá con nó tha mồi. Lưỡi to mà giật nó cũng không có tác dụng gì. Nước rút đi các bạn. Đây là phao của mình nó mới cao lên như kia. Nước rút khá là nhanh vì gì mà nó thông với sông Hồng. Nhìn cái bờ cát bên kia thấy nó xuống phải tầm sâu lắm rồi, xuống nhiều lắm. Phao của mình nó mới nổi lên như vậy. Mất mồi rồi. Cá con nó thịt nhanh lắm. Chết cha mày. Báo cá rói các bác nhá. Đây này, cái lưỡi to này này. Vừa khôn chui còn không lọt mồm đấy các bạn. Đây cái lưỡi đây. Đây cái mồm con cá đây. Đấy, chui còn gàng mồm ra này. Thế mà nó vẫn nuốt được này. Cắn à. Cắn à. Ngồi trì trệ ở đây xem thế nào. Nhìn nó buồn cười lắm. Rô phi bé một tí nốt cái lưỡi này khiếp hồn luôn. Vẫn là bị rô phi tấn công. Úi giời ơi, xuống đẹp thế mà giật không thấy. Nhưng mà cá con các bác vừa nãy có hình dung là con cá gì nó mút mất cái phao không? Cái trường hợp này là cũng gặp vài lần rồi ngoài tự nhiên rồi.
Cái này rất dễ, là cái loại cá mương con các bạn, nó bé tí luôn ấy, nó tha mồi khỏe lắm, chạy khỏe lắm. Lần trước có lần em cân một câu 10 và mút hết 10 vạch phao luôn, mất hình phao luôn, giật thì không được cái gì luôn, giật phải hàng mấy chục phát như vậy. Thì cuối cùng bắt lên là một con cá mương con, nó bé tí luôn quá, bêu vào cái đầu lưỡi ấy. Ăn mồm ăn hôi luôn các bác nhá. Khả năng là chỗ này bây giờ nó là cái loại cá đấy đấy. Đấy, vẫn còn ăn, vẫn còn mồi. Đấy mà biết ngay mà, kết của cái việc mất hình phao này các bạn, vẫn là cá rói các bạn, rói nhỏ bé. Đấy 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 mày này, hàng đây hàng đây. Đây có khá hơn một chút các bạn. Khá hơn một chút là con rô phi to hơn một chút, hàng đây chứ đâu, chắc hàng ở đây nó cũng chỉ tầm này à. Các bác ạ, cũng đến giờ phải nói lời xin chào các bác rồi. Hôm nay đến Nhân Hậu, Hà Nam các bác. Đây là cái chỗ nhà máy gạch ấy, ngay gần Nam Định thôi các bác. Chỗ này cái hồ này ít người câu, cái hồ bên kia nhiều người câu hơn này. Nhưng hồ bên kia thì em cũng định là đổ cái gió ra cái góc này này, nó đẹp đẹp ngồi câu thử. Thì hôm nay là ngóng các bác ạ, muốn đi săn hàng nhưng không gặp con hàng nào, gặp toàn rô phi với kiểu đấy. Nhân đây cũng tự thử thách bản thân luôn, để xong vòng trong 2 tuần xem em có câu được con cá nào khoảng 3 lạng trở lên không có nhá. Xem là các bác làm gọi là làm chứng cho em nhé, cái kèo này nhá. Xong vòng 2 tuần xem có được con cá nào không. Không được con 3 lạng nào thì chắc là phải có chương trình đấy cho các bác mới được. Thì nước ở đây nó xuống khá là nhanh. Cái điểm câu này cái bờ này nó nông lắm. Nó không như mình nghĩ. Nhìn thì có vẻ đẹp, cái này nó nhô ra một cái khoảng nhô ra ấy. Ngồi đây đánh ra được xa hơn và các kiểu mình nghĩ trong đầu thì nó đẹp như vậy thật, nhưng mà khi câu thì thấy là cái chỗ này nó còn xoải ra đây rất là nhiều, chỗ này còn đang cỏ này, đây các bạn, chỗ này còn đang cỏ đây, đống cỏ nó đang nó lấp lửng nó nổi lên đây này, do là nước nó cạn dần nó rút dần này, thì có nghĩa là cái bờ này nó còn đánh ra xa, đánh 5m7 thì chắc mới chỉ câu qua được cái bờ cỏ này một tí thôi, chưa có nhiều, nước nó xuống thì rất là nhanh các bạn, đây anh em nhìn tít đằng xa này, cái bờ cát kìa. Đấy cái bờ cát anh em thấy không, cái bờ cát cái đầu này này nó cái vệt đen này kìa, đấy là nước xuống đấy, nước xuống tầm phải đến 1 mét đấy các bạn, xuống mất 1 mét nước vậy. Nghĩa lúc mình ra đây câu ấy thì nó đã là đang xuống dần rồi, nhưng không ngờ nó xuống nhanh như vậy. Lúc mình câu nó có 1 mét nước rồi, dần dần nó xuống dần tầm 80-90 phần, thì mình biết là tôi buổi săn hàng này đã là thất bại rồi. Để hôm khác lại đi săn hàng các bạn nhá, câu cá giếc mãi rồi, hôm nay chuyển gió đi săn hàng thì món giật còn 2 tuần, mỗi tuần thì câu 3 buổi thì còn 5 buổi nữa rồi mà các bác, thế nào cũng bắt được con cá gì to rồi các bác xem. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Các bác thấy video hay thì cho em xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh các bác nhá.